Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn làm chiếc bàn hình chú khỉ dễ thương của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé. Các bạn gắn cái đôi mắt lên trên cái phần mặt này. Phía dưới này thì mình vẽ cái mũi và cái miệng của chú khỉ. Mình dùng thêm cái giấy thủ công màu cam tạo hình cho cái đuôi của chú khỉ ở phía dưới này. Mình cắt một cái đoạn giấy dài như thế này. Sau đó các bạn dùng tay uốn cong cái mảnh giấy của mình như thế này nha. Mình gắn cái đuôi ở phía dưới như thế này. Sau khi có cái hình mặt bàn thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái chân bàn nhé. Các bạn dùng giấy thủ công màu cam. Mình gấp đôi cái mảnh giấy của mình lại như thế này. Và ở phía trên cái mảnh giấy này mình dùng bút chì vẽ tạo hình cho cái chân bàn của mình. Mình sẽ vẽ hai bên chân đối xứng với nhau như thế này nhé. Sau đó các bạn cắt cái hình chân bàn theo cái nét vẽ của mình nhé. Sau khi cắt được cái hình chân bàn thì mình sẽ đặt một cái hình đầu tiên này lên trên những cái đoạn giấy tiếp theo. Sau đó dùng bút chì mình vẽ theo cái hình chân đầu tiên này. Các bạn sẽ cắt tổng cộng là 6 cái hình có kích thước và hình dạng giống nhau nhé. Các cái hình chân bàn mà mình vừa cắt thì mình sẽ gấp đôi nó lại. Mình dùng băng dính hai mặt để gắn lên các cái chân bàn của mình. Mỗi một cái hình này thì các bạn sẽ gắn một cái đoạn băng dính hai mặt như thế này nha. Bây giờ mình sẽ bóc các cái mặt phía trên của cái lớp băng dính này ra. Sau đó các bạn đặt các cái hình chân bàn của mình trùng khớp lên nhau như thế này. Hai cái mặt cuối cùng của cái chân bàn thì mình cũng sẽ gắn nó vào với nhau nhé.
Vậy là mình đã tạo thành cái phần chân bàn rất là đơn giản như thế này. Bây giờ các bạn sẽ gắn keo lên cạnh phía trên của cái chân bàn giống như thế này nhé. Rồi mình đặt cái mặt bàn lên trên cái lớp keo dán của mình. Để các cái chi tiết này của mình được cố định vào với nhau thật là nhanh thì các bạn nên dùng súng bắn keo nến như thế này nhé. Vậy là mình đã hoàn thành cái bàn hình chú khỉ rất là đáng yêu như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.